Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với thời lượng của bản tin 24 giờ. Trong chương trình ngày hôm nay có những tin tức đáng chú ý nào? Xin mời quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc, đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân của nước này bị thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người. Bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch ông Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch Covid-19, trận thiên tai này sẽ tiếp tục là một thảm họa, gieo rắc nỗi đau khổ cho hàng triệu người dân của Trung Quốc. Sau Trịnh Châu, nhiều thành phố khác ở Trung Quốc đối mặt với nguy cơ mưa lũ lớn. Bão lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào nhiều tỉnh duyên hải ở Trung Quốc trong vài ngày tới. Thành phố Thượng Hải đã thiết lập các rào chắn lũ lụt để đề phòng khả năng mưa lớn kèm lũ tấn công hệ thống tàu điện ngầm. Trong vài ngày qua, mưa lớn kiểu ngàn năm có một đã gây ra tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam, khởi đầu là thủ phủ Trịnh Châu rồi lan sang các thành phố, thị trấn khác trong tỉnh, làm ít nhất 5-6 người thiệt mạng. Mưa lũ đã khiến cho 400.000 người tại Trịnh Châu rơi vào tình cảnh mất nhà cửa với thiệt hại ban đầu ước tính lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Trong khi các nỗ lực cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai đang được gấp rút triển khai ở Hà Nam, nhiều tỉnh thành khác tại Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ lụt lội khi một cơn bão vốn là phần nguyên nhân gây ra mưa lớn ở Hà Nam di chuyển trên Thái Bình Dương. Cơn bão mạnh có tên pháo hoa, cơn bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ vào vùng ven biển duyên hải miền đông nam của Trung Quốc, nằm giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Hoàn lưu bão nhiều khả năng sẽ gây ra mưa lớn ở miền Bắc và Đông Bắc, cũng như vùng núi ở miền Trung và miền Nam của Đài Loan. Bão cũng được cho là khả năng gây ra mưa lớn sạt lở đất ở tỉnh Chiết Giang trong nhiều ngày, từ thứ Bảy hoặc rạng sáng ngày Chủ nhật tới. Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang Sihang Sangnai cho biết đã nâng mức cảnh báo thảm họa lên ngưỡng cao thứ hai. Còn tại Thượng Hải, chính quyền cũng đang nỗ lực thực thi các biện pháp đảm bảo an toàn cho 25 triệu dân của thành phố. Trước nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh kèm theo mưa lũ, Sở Giao thông Vận tải Thượng Hải đã ra thông báo sẽ đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm nếu có gió mạnh. Lực lượng chức năng đã huy động tới các lập rào chắn để bảo vệ mạng lưới tàu điện ngầm sau khi xảy ra vụ 12 người thiệt mạng dưới tàu điện ngầm ở Trịnh Châu trong trận lũ lụt vừa qua. Theo dự báo, bão số 3 cũng gây ra mưa lớn tại nhiều thành phố, thị trấn ở Phúc Kiến, đặc biệt là tại các đô thị như Phúc Châu, Nam Bình, Ninh Đức. Lũ lụt ảnh hưởng tới hơn 7,5 triệu người Trung Quốc. Chính quyền Hà Nam cho biết hơn 7,5 triệu dân chịu ảnh hưởng lũ lụt, 56 nạn nhân bị thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Số người chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thông báo cập nhật của chính quyền Hà Nam cao gấp đôi con số 3 triệu được công bố hôm thứ Tư. Khoảng 585.000 người sơ tán tạm thời khỏi nhà của họ, trong khi 910.000 người khác được chính quyền di dời. Trận lụt chết người mà chính quyền địa phương mô tả là nghìn năm có một gây ra thiệt hại trên diện rộng ở thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến cho thành phố này bị mất điện và nước. Truyền thông Trung Quốc đưa tin điện sẽ được khôi phục trong hôm nay, trong khi nước sạch được cấp lại vào ngày mai. Mưa đã dứt và Trịnh Châu dự kiến sẽ sớm trở lại bình thường, nhưng thành phố Tân Hương gần đó đang phải hứng chịu những trận mưa lớn hơn, khiến cho nhiều nhà cửa và những ngôi làng ở vùng sâu, vùng xa chìm trong nước lũ. Các dấu vết còn sót lại trên tường ở một ngôi nhà cho thấy mực nước dâng cao tới ngực. Trận lũ đã làm hư hại một đoạn đê trên sông Vị Hà, thành phố Hoàng Bích tối ngày thứ Tư, khiến cho nhiều ngôi làng gặp nguy hiểm. Giới chức không thể ngăn chặn được nước tràn bờ, dù đã đổ nhiều xe tải đá lên đoạn đê bị vỡ. Một quan chức giấu tên cho biết, tất cả ngôi làng gần đó đã được sơ tán kịp thời nên không xảy ra thương vong. Mưa lũ đã gây ra vỡ đê ở Hà Nam, Trung Quốc, thành phố Tân Hương nguy cấp. Hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn và mưa lũ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp. Sau nhiều ngày mưa lớn, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hoàng Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại hai ngôi làng ở đây đã thất thủ, các ngôi làng gần đó đã bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng thứ Năm theo giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên sông Vệ tiến hành xả lũ, khiến cho người dân phải di rời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức là mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa, cách sông Vệ không xa về phía Tây, lượng nước cũng đã tràn vào lúc 10 giờ. Trước đó, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng, thành phố này đã phải ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu di dời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ vào đê. Gần 30.000 người dân tại Tân Hương đã được di dời khẩn cấp.
Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Dân Trịnh Châu đòi câu trả lời sau vụ lũ làm ngập tàu điện ngầm. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Trung Quốc đã khiến một cơ quan bị chỉ trích kịch liệt. Cùng lúc đó, một cơn bão mới đổ bộ vào bờ biển phía đông của nước này. Do cơn lũ, tuyến tàu điện ngầm số 5 của thành phố Trịnh Châu đã bị ngập vào tối thứ hai, khiến cho ít nhất 12 hành khách bị thiệt mạng. Trên khắp thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, nhiều nạn nhân trong trận lũ lụt kinh hoàng đang yêu cầu được biết nguyên nhân tàu điện ngầm không tạm dừng hoạt động khi nước dâng lên ở con phố. Tại sao không đóng cửa các trạm ngay lập tức khi nước bắt đầu ngấm vào khoảng 15 đến 16 giờ? Một người dùng mạng xã hội trên Weibo hỏi. Hơn chục hành khách đã thiệt mạng mà không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Theo một người khác, ban quản lý tàu điện ngầm Trịnh Châu đổ lỗi cho thảm họa là sau một trận mưa lớn hiếm gặp, khiến cho nước phá vỡ bức tường chắn tại ga Sa Câu vào lúc 18 giờ, làm hơn 500 hành khách bị mắc kẹt. Những người sống sót đã chia sẻ đoạn video quay lại cảnh hành khách bị mắc kẹt bên trong toa tàu tối tăm khi mực nước dâng đến ngang vai và chờ được giải cứu. Một số người đã mất hy vọng sau khi chờ đợi 4 giờ đồng hồ và đã gửi tin nhắn cuối cùng cho gia đình. Lũ lụt dường như đang giảm bớt ở Trịnh Châu, song chính quyền địa phương trong thành phố Tân Hương ở phía bắc Trịnh Châu đã ban hành cảnh báo sơ tán vào ngày thứ tư sau khi hơn 90 ngôi làng bị ngập. Theo truyền thông địa phương, một con đập trên sông Vị Hà đã bị vỡ vào sáng thứ năm. Lũ lụt đã làm 33 người thiệt mạng cho đến nay và gây thiệt hại đến 3 triệu người trên tổng số dân là 96 triệu người toàn tỉnh Hà Nam. Một quan chức cho biết vào ngày thứ tư rằng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 188 triệu đô la Mỹ và 215.000 ha cây trồng bị phá hủy. Trong một diễn biến khác, Trung tâm Khí tượng Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo vào ngày thứ năm về cơn bão số 3, dự kiến sẽ đổ bộ vào các thành phố ven biển phía đông của Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, với lượng mưa vào 2 ngày tới. Chính quyền địa phương trong khu vực đã treo thông báo cấm các hoạt động ngoài trời. Hàng trăm ô tô bị nước lũ cuốn trôi như lá trong trận lũ lụt lịch sử tại Trung Quốc. Hình ảnh hàng trăm chiếc xe ô tô bị nước nhấn chìm trong trận lũ lụt lịch sử đang xảy ra tại Trung Quốc thực sự gây sốc. Nhiều thành phố ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử, được ví là ngàn năm có một, khi lượng mưa trút xuống trong 3 ngày bằng tổng lượng mưa trung bình cả một năm, gây ra cảnh tượng đổ nát và ngập lụt ở nhiều nơi. Mới đây, hình ảnh những phương tiện giao thông bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi tại thành phố Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến nhiều người phải sốc và gây choáng váng. Dù đã được xem là đợt mưa lũ lịch sử ngàn năm có một, cơ quan khí tượng địa phương đã cảnh báo rằng mưa vẫn có thể sẽ tiếp tục trong những ngày tới và mở rộng sang khu vực khác. Kính thưa quý vị khán giả, một hướng dẫn viên du lịch bật khóc khi cô nhận ra rằng cô đã qua mặt thần chết trong hai trận động đất lớn. Du khách có thể mua nhiều sản phẩm còn ưu đãi tại lễ hội du lịch như tour, vé máy bay, phòng khách sạn trên website của chương trình. Chỉ là quán nhỏ lục sục bên đường, nhưng nơi bán bánh của ông chủ 60 tuổi vẫn thu hút rất đông thực khách. Các gian hàng của hãng bay, công ty hãng lữ hành đông nghịt hành khách trong ngày lễ khai mạc khuyến mại du lịch ở Hà Nội, song xuôi ở quốc gia Nam Á, bạn sẽ thấy những chiếc xe tải được sơn vẽ giống như bình hoa di động khổng lồ. Với 4.000 USD mỗi lần, hành khách sẽ có 8 người phục vụ. Ô tô đưa thẳng đến cửa máy bay mà không cần check-in, xếp hàng làm thủ tục. Ngày hôm đó, Haemin, nữ hướng dẫn viên của công ty Tông Hua Travel, dẫn đoàn 19 khách tới kiểu trại câu và qua đêm tại khách sạn Tianwen Haoseng theo Sbaber.cn. Khi cơn địa chấn xảy ra tối hôm đó, Haemin đang ở một mình trong thang máy và khách sạn đột ngột mất điện. Điện thoại hết pin, Haemin đập cửa để cầu cứu mà không biết rằng bên ngoài đang hỗn loạn vì trận động đất 7 độ Richter. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Haemin nói, cô nhìn thấy ánh sáng rọi vào khi nằm dưới sàn, càng tuyệt vọng hơn khi không có ai tới cứu trong vòng nửa tiếng. Nghĩ đến đứa con nhỏ 3 tuổi ở nhà, Haemin lấy hết sức mở cửa bằng tay để thoát ra ngoài. Cô không thể cầm được nước mắt khi có người báo rằng vừa mới có một trận động đất. Tôi không thể tin mình lại trải qua thêm một trận động đất chỉ trong vòng 10 năm. Động đất lần này xảy ra ở khu du lịch nổi tiếng Kiều Trại Câu khiến 19 người thiệt mạng và 175 người bị thương, hàng chục nghìn hành khách du lịch bị ảnh hưởng. Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với thời lượng của bản tin 24 giờ. Trong chương trình ngày hôm nay có những tin tức đáng chú ý nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.